là vui và hạnh phúc. Bởi vì ngay khoảng 2 tiếng nữa thôi mình sẽ về một con máy mới của Hàn Quốc chuyên về giảm béo. Giảm béo thì từ xưa đến nay mọi người đều biết rằng là Eva Spa chuyên về điều trị nám, mụn, rỗ và trượt lông, cực kỳ là hiệu quả, bao gồm cả giảm béo cũng có. Nhưng mà trước kia thì giảm béo mình đầu tư hai cái dòng máy để đánh tay, nhưng mà nó hiệu quả nó chưa đạt như là ngưỡng bản thân mình mong đợi. Chính bản thân mình là một người trải nghiệm trực tiếp trong cái việc giảm béo. Hello Hương, cảm ơn Hương nha. Tuy nhiên là mình đánh tay thì thứ nhất là mình cảm thấy đau và lâu ấy, hiệu quả nó lâu thì mình lại tiếp tục đi tìm hiểu và học tập nghiên cứu. Ok, xin lỗi mọi người nha, mấy hôm nay như mạng nó có vấn đề. Hello, ngốc ngáo ngơ. Đó thì cái chính bản thân mình là người làm spa nhưng mà mình rất là tự ti trong cái việc là tư vấn khách hàng là giảm béo đi, trong khi là khách ở Eva thì 100% khách. Lại là Trinh đây. Ngày hôm nay mình rất là vui và hạnh phúc bởi vì ngay khoảng 2 tiếng nữa thôi mình sẽ về một con máy mới của Hàn Quốc chuyên về giảm béo. Giảm béo thì từ xưa đến nay mọi người đều biết rằng là Eva Spa chuyên về điều trị nám, mụn, rỗ và trượt lông, cực kỳ là hiệu quả, bao gồm cả giảm béo cũng có. Nhưng mà trước kia thì giảm béo mình đầu tư hai cái dòng máy để đánh tay, nhưng mà nó hiệu quả nó chưa đạt như là ngưỡng bản thân mình mong đợi. Chính bản thân mình là một người trải nghiệm trực tiếp trong cái việc giảm béo. Hello Hương, cảm ơn Hương nha. Tuy nhiên là mình đánh tay thì thứ nhất là mình cảm thấy đau và lâu ấy, hiệu quả nó lâu thì mình lại tiếp tục đi tìm hiểu và học tập nghiên cứu. Ok, xin lỗi mọi người nha, mấy hôm nay như mạng nó có vấn đề. Hello, ngốc ngáo ngơ. Đó thì cái chính bản thân mình là người làm spa nhưng mà mình rất là tự ti trong cái việc là tư vấn khách hàng là giảm béo đi, trong khi là khách ở Eva thì 100% các chị là thường có gia đình rồi, sinh nở rồi và có nhu cầu của giảm béo rất là nhiều, nhưng mà mình lại không ngại, mình không tư vấn vì bản thân mình hiểu rằng là nó không hiệu quả. Và mình đánh mạnh vào điều trị nám, mụn và trượt lông, đó là những cái mặt mạnh của Eva. Đấy, nám, mụn, trượt lông rồi cắt mí rồi tiêm gọn hàm, tiêm mũi, tiêm cằm, đấy là những cái ưu điểm của Eva từ xưa đến nay, nằm lên thương hiệu Eva trong mười mấy năm rồi. Tuy nhiên là mình vẫn trong đầu mình vẫn có một cái rất là lấn cấn bởi vì nhu cầu của khách hàng rất là nhiều. Khách nào cũng cứ hỏi là em ơi có giảm béo có hiệu quả không, em ơi là giảm béo thì như thế nào, quy trình như thế nào. Nhưng mà thường là khách hàng chủ động hỏi mình thì mình sẽ chia sẻ cách ăn uống tại nhà, cách chăm sóc tại nhà. Nhưng mà ở đâu đó trong thâm tâm mình vẫn thấy rằng là mình đang thiếu một cái gì đấy để có thể giúp khách hàng của mình hoàn thiện hơn. Bởi vì khách ở Eva ấy, trong nhiều năm là nếu mà khách đúng là có những khách theo đến 10 năm rồi, da họ vẫn đẹp, khuôn mặt họ đẹp lên, họ tự tin lên rồi, họ hạnh phúc hơn rồi. Nhưng mà với những người mà từ 30 tuổi hoặc 25 tuổi trở lên mà sau sinh như bản thân mình chẳng hạn, thì mình vẫn có một cái lấn cấn, vẫn có một cái nỗi đau, đó là làm thế nào để mình có cái dáng đẹp hơn, và làm thế nào để mình mặc những bộ váy body tự tin hơn ấy. Cho nên là khi mà được trải nghiệm trực tiếp một cái spa của chuỗi một người bạn của mình chuyên về giảm béo. Hello chị Thùy, chị Thùy triệt lông à? Ừ. Chị lên tầng triệt luôn đi thì em vào sổ cho. Ừ. Một tháng rồi gì chị? Ừ lên đi. Thế chị cứ để thẻ đây cho em là được. Ừ. Thế chị lên gặp bạn kia, bạn ấy làm luôn cho chị, có Huyền ở đây mà. Đó, thì nó vẫn rất là lấn cấn và nó vẫn là cái gì đấy nó ấp ủ trong lòng là nhất định là khách hàng của Eva ngoài da đẹp thì dáng cũng phải đẹp. Ngoài da đẹp thì dáng đẹp, và mình cũng chỉ nghĩ là nếu mà mình tìm được một phương pháp nào giảm béo thì bản thân mình cũng vui hơn rất là nhiều. Bởi vì mình đây, cơ địa mình đây, bao nhiêu năm khách hàng đều biết, tất cả những khách hàng đang xem cái livestream này của Eva đều biết rằng là cơ địa mình rất dễ béo. Kể cả là hít khí rời cũng béo, nói đúng từ như vậy. Là một người mà kiểu nói chung là không hiểu sau sinh hay gì, nhưng mà nói chung là rất dễ dàng béo. Và khi mà nhắc đến cái cảm xúc đấy thì mình vẫn có một cái tự ti mặc cảm, không tự tin lắm, mặc dù cái da của mình thì rất là tự tin rồi, bởi vì mình làm chủ cái làn da của mình. Chỉ cần khi đi đâu đó thức đêm này, stress này, hoặc là đi đâu đó đi biển một thời gian, mình về mình biết cách phục hồi bắn máy laser thì sau 2 lần sinh nở da mình rất là nám, nhưng bây giờ cũng là rất tự tin để mặt mộc rồi. Tuy nhiên để nói về cái dáng thì thực sự hôm nay mình rất là phấn khích và rất là hạnh phúc vỡ òa khi tìm được một cái dòng máy mà chính bản thân mình đã trải nghiệm cách đây là 1 tháng.
đúng là cái gì mà mình ấp ủ mà mình suy nghĩ, mình ước mơ thì mình sẽ có được may mắn. Tức là mình nghĩ ở trong đầu, mình suy nghĩ, mình nói ra với những người xung quanh là mình mong muốn được tìm được một phương pháp giảm béo cho khách hàng ở Eva, vì Eva rất nhiều người có nhu cầu, gần như là 10 khách thì 9 khách có nhu cầu để tự tin hơn, mặc những bộ váy ngon lành hơn. Và đơn giản là sắp Tết rồi, các chị ấy thật sự là cần tự tin hơn với đối tác, với gia đình, với người chồng của mình thôi, rồi với bạn bè của mình. Lâu không gặp mà họ khen rằng là ôi đợt này gầy thế, xinh thế, trẻ hơn 5 tuổi. Đấy là cái hạnh phúc của khách hàng của mình, và đi tìm hạnh phúc cho khách hàng chính là sứ mệnh, là công việc mình luôn luôn suy nghĩ làm hàng ngày. Thì cách đây một tháng mình có học một cái lớp về kinh doanh quản lý nhân sự của spa ở ở bên nước ngoài ấy. Thì ở bên nước ngoài ấy, thì gặp cái chị đấy là chủ chuỗi của chuyên giảm béo thôi, rất là hay. Hai chị em lại được nằm cùng phòng với nhau, hai chị em lại được nằm nằm cùng phòng, cũng tức là ở với nhau 5 ngày ở khách sạn luôn, 5 ngày ở khách sạn trong cái khóa học đấy. Thì chị đấy như nào, nói thế nào ấy nhỉ, chị đấy chuyên về giảm béo. Spa của chị mười mấy cái ở Việt Nam là chuyên về giảm béo, chị có cả nước ngoài nữa. Thì chị bảo là chị nhà chị từ xưa đến nay là mười mấy năm rồi, chị cũng kinh nghiệm mười mấy năm, và chị hiểu, mình hiểu một điều rằng là chị ấy đã cực kỳ tự tin trong cái việc giảm béo. Mười mấy năm mà spa của chị cực kỳ phát triển và nhân rộng lên, chỉ có làm mỗi dịch vụ giảm béo thôi. Bởi vì là một người chuyên môn, mình hiểu rằng là khi mà một người chuyên môn như mình tìm tòi về cái gì, học về cái gì thì học rất là sâu, học rất là sâu, và như mình cũng thế, mình tập trung vào nám mụn trong mười mấy năm, thì bây giờ mình là thần của ra cái phác đồ điều trị nám mụn rồi. Mình dám tự tin là như vậy, bất kỳ một da nào mình cũng tự tin ra cái phác đồ điều trị nám mụn là laser hay lăn kim. Thời điểm này buổi này laser hay buổi này lăn kim, triệt lông thì bao nhiêu buổi hiệu quả, và làm thế nào để triệt lông hiệu quả hơn cùng một con máy đấy, chắc chắn trong cái cách dùng sử dụng vận hành máy của mình nó sẽ hiệu quả hơn nhiều. Đấy là cái mình rất tự tin và cam kết. Tuy nhiên giảm béo thì đúng là mình cũng hơi 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 bị hơi hơi bị tự ti, bởi vì mình chưa chưa đào sâu cái đấy. Và khi mình nắm được cái câu chuyện của chị là chị làm mười mấy năm trong việc giảm béo, và nhà chị chỉ có làm mỗi dịch vụ giảm béo thôi, vậy là thôi mình quyết tâm là mình phải học chị đúng cái dịch vụ giảm béo. Thì mình nhận ra rằng là để mà giảm béo được ấy, thì cái yếu tố nó phải là kết hợp rất nhiều yếu tố, chứ không phải là như là trước kia mình vẫn làm là tiêm không, hoặc là mình đánh bụng không, xong cuối cùng khách lại béo. Hello Vivu, bạn ấy nói là tư vấn cho mình giảm béo bụng nhé. Lát nữa mình livestream xong mình sẽ chia sẻ với bạn nha, bạn Thủy, bạn Vivu. Đấy, mình livestream xong mình sẽ trực tiếp tư vấn cho bạn. Đấy. Cho nên là quay trở lại với câu chuyện tiếp tục này, mọi người có nhu cầu về giảm béo nhá. Plasma không? Mọi người mà có nhu cầu về giảm béo hay là có nhu cầu về bất kỳ dịch vụ gì hoặc là quan tâm đến giảm béo, hoàn toàn có thể comment ở phía dưới để chào mình. Đừng ngại, bởi vì chúng ta phải nói ra cho thế giới biết rằng là chúng ta đang quan tâm, có nhu cầu giảm béo thì chúng ta mới có thể giảm béo được. Còn nếu mà chúng ta giống như mình đang khát khao tìm một phương pháp để giảm béo cho bản thân mình, thì mình gặp ngay đúng chị đấy, được ăn ngủ với chị 5 ngày và hỏi chị cái quy trình để bí quyết để có thể giảm béo được thành công, mà không phải là giảm ít, giảm 1 cân hay là 1 phân hay 2 phân, mà giảm từ 8 đến 20 phân ngay từ lần đầu tiên. Thế mình đã hỏi chị ấy bí quyết và chị ấy rất là yêu quý mình, chị ấy đã chia sẻ cho mình cách để spa chị ấy thành công nhờ giảm béo, bí quyết để chị giúp được khách hàng giảm béo. Và thực sự là mình đã áp dụng trong 1 tháng nay, mình đã áp dụng trong 1 tháng, và mình thật sự khách hàng đến cũng nói, mà bản thân mình cảm nhận, ông xã mình cảm nhận, nhân viên của mình cảm nhận, rõ ràng là mình đã thành công thực sự hơn những gì mà mình mong đợi. Ban đầu khi mà về nghĩ là áp dụng cái cách của chị, mình chỉ nghĩ là mình cố gắng giảm khoảng 1 cân thịt thôi, vì bình thường người mình cũng đã 1 cân thịt và cái vòng eo của mình nó nhỏ đi thôi. Nhưng mà thực sự là sau khi mà áp dụng ấy thì mình đã giảm được 4 cân. Mọi người hình dung là 4 cân mà chỉ trong 1 tháng, vẫn ăn uống bình thường, nói chung là vẫn hoạt động bình thường, vẫn phải làm việc bình thường, chứ không phải giảm cân là ăn rồi đi ấy. Mà thực sự là mình không đi tập gym. Cái này mình cũng chia sẻ, nếu mà mọi người áp dụng được tập gym thì tốt hơn, nhưng mà mình lại đặt công việc khách hàng lên hàng đầu, nên là mình không có thời gian để bản thân mình đi tập gym. Vì mình vừa bắt đầu công việc từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối ở spa, về đến nhà thì con cái luôn, nên mình chưa lựa chọn việc tập gym. Nhưng nếu tập được thì tốt. Nhưng mà mình nhận ra bí quyết của chị rằng là chị phải kết hợp này. Thứ nhất đó là máy móc hiện đại, thứ hai là sản phẩm tốt, sản phẩm hỗ trợ cùng, thứ ba nữa đó là hello chị Vũ Hoài Thu, CEO spa nổi tiếng trên thành phố Thái Nguyên, spa của chị ấy tên là Hoài Thu spa. Nếu như anh chị em bạn bè nào ở Thái Nguyên, hoàn toàn có thể kết nối với chị ấy. Spa của chị ấy chuyên phục vụ những khách cực kỳ VIP và với nhiều dòng máy hiện đại luôn. Hello chị Thu nha. Đó thì
chị Thu không biết là có đánh răng dòng ấy chưa, nhưng mà em vừa rồi áp dụng được cái công thức để giảm béo hay lắm chị, không cần phải tiêm. Đấy, không cần phải tiêm, bởi vì khách hàng đôi khi mà cũng gặp một cái nỗi đau, đó là tiêm thì đau này, rồi sợ đưa vào ấy này. Thì thực ra là em mới phát hiện ra cái cách này hay lắm, không cần phải tiêm chị ạ. Lúc nào chị em mình có thể kết nối, chỉ hướng dẫn nhau chị nhờ, vì là em học được rất nhiều điều từ chị đó. Hello chị Phượng Đào. Mọi người có thể tương tác cùng mình nha. Thì mình phát hiện ra chị ấy chia sẻ với mình bí quyết để có thể giảm béo thành công và nhanh chóng. Đấy, chị Thu cũng là một người nhận ra em giảm béo đúng không nhỉ? Vì em mới gặp chị từ đầu tháng 11 thôi, hôm nay là 24, mới được 20 ngày mà em đã giảm rất là thành công đúng không chị yêu? Đó thì cái cách mà để mà vẫn ăn uống bình thường mà có thể giảm được béo, em vẫn sẵn sàng chia sẻ để chị giúp được nhiều khách hàng hơn nha chị yêu nha. Chỉ cần chị yêu inbox với em là em chia sẻ luôn, em chỉ luôn, hoặc là trong video này em cũng đang chia sẻ luôn này chị. Đó là gì? Đó là mình phải kết hợp tổng hòa tất cả các phương pháp. Đừng ai bảo rằng là tôi bỏ mấy chục triệu đi tôi tiêm giảm béo, hay là tôi uống thuốc giảm béo, hay là tôi đánh bụng mà giảm béo, hay là tôi dùng phương pháp một trong số các phương pháp đấy giảm béo thì nó sẽ giảm được nhanh. Mà bí quyết nằm ở đây là mình phải cùng một lúc làm tất cả các phương pháp. Đấy, ngày hôm nay chia sẻ mọi người cái bí quyết cực kỳ hay, mọi người lốt xuống là cùng một lúc giảm tất cả các phương kết hợp tất cả các phương pháp để giảm béo. Bởi vì khi mà bạn đã quyết tâm là mình phải giảm béo, quyết tâm là mình phải đạt được cái số cân mà mình mong muốn, quyết tâm là mình phải mặc được bộ đồ thật là đẹp, tự tin trước mặt bạn bè, quyết tâm là khi mình không mặc gì thì mình cũng tự tin trước mặt người bạn đời của mình, hình dung không ạ? Thì mình mới làm được điều này, thì mình mới nghĩ ra rằng là mình phải kết hợp tất cả các phương pháp vào với nhau. Mình phải kết hợp tất cả các phương pháp vào với nhau thì nó mới hiệu quả chứ. Vậy thì phương pháp nó sẽ bao gồm 4 phương pháp. Nó bao gồm 4 cách, mọi người nhớ này. 4 phương pháp bao gồm 4 cách. Hello Hùng Edos, hello Von Cao. Thực sự là cái này rất là tâm huyết và mình vừa mới áp dụng được cho bản thân mình. Bản thân mình và giúp được khách hàng spa mình đã chia sẻ luôn với mọi người rồi. Cho nên là nếu mọi người yêu quý và mọi người cảm thấy cái video này có giá trị với một người bạn của mình hoặc với bản thân các bạn, thì bạn hãy chia sẻ livestream này giúp mình. Chia sẻ livestream này giúp mình để mình chia sẻ cái công thức tuyệt vời này đến tất cả mọi người có nhu cầu về giảm béo như mình cách đây 20 ngày, như mình cách đây 20 ngày. Cái khát khao, cái mong muốn được giảm một cân hồi đấy với mình là rất là khó, rất là khó khăn và rất là cảm thấy bế tắc luôn về cái việc giảm cân. Nhưng bây giờ mình cảm thấy rất tự tin, và ngày hôm nay mình tự tin hơn và mình hạnh phúc hơn bởi vì mình chia sẻ được điều đó với mọi người ở đây. Cho nên mọi người làm ơn giúp mình chia sẻ cái livestream này nhá, để mình có thể có động lực làm tiếp tục những cái video chia sẻ như ngày hôm nay nha mọi người nha. Đó, vậy thì tổng hợp các bí quyết ở đây đó là gì? Thứ nhất đương nhiên là tổng hợp các bí quyết ở đây là gì? Thứ nhất đó là chúng ta phải dùng máy móc ở spa, hoặc bạn có thể tự mua máy về nhà cũng được. Đây mình chia sẻ cái cách thôi, các cái cách bạn vẫn có thể inbox hỏi mình là mình làm tại spa được không, mình làm tại nhà được không, thì hai cái đều được. Nhưng mà tốt hơn thì đương nhiên làm tại spa, người ta chịu trách nhiệm, bạn được sử dụng máy móc hiện đại nhất. Bởi vì không ai có thể nói là tôi bỏ 200 triệu ra chỉ để mua một cái máy về, và không ai phục vụ tôi phải tự phục vụ, vì máy móc mình cũng không làm được mà phải có nhân viên người ta làm cho mình thì nó sẽ hiệu quả. Đấy là cái hiệu quả đầu tiên, là con máy đấy nó sẽ giúp bạn hiệu quả 8-20 phân mà bạn không làm gì, chưa uống gì, chưa đi tập thể dục, bạn đã giảm một buổi rồi. Đấy là cái hiệu quả của con máy đấy luôn nhá, cam kết với mọi người, đúng không ạ? Thứ nhất là nó chủ yếu là do máy móc. Thứ hai nữa đó là khi bạn về nhà ấy, hoặc là tại spa, bạn cũng cần phải muốn dùng máy móc thì phải có cái cao đốt mỡ, đúng không ạ? Phải có cao đốt mỡ, mọi người lốt xuống là phải có cao đốt mỡ, mọi người dung không? Đó, nát nữa thôi mình sẽ đưa lên cái bụng của mình cách đây 20 ngày là mình làm buổi đầu tiên giảm xuống 10 phân, nhưng cái bụng của mình hồi đấy rất là kinh khủng luôn. Bây giờ xem lại vẫn là kinh khủng, mới có 20 ngày thôi mọi người, và hiện nay đây rất là tự tin luôn đấy, rất là tự tin luôn bụng của mình luôn, và mình tự tin là mình đứng cạnh các bạn mà chưa sinh nở lần nào mình cũng vẫn rất tự tin luôn mọi người ạ. Đó thì đầu tiên là mọi người phải dùng cao đốt mỡ kết hợp với máy. Ở nhà thì dùng cao đốt mỡ bôi thêm sau khi tắm hoặc là trước khi tập thể dục thì nó sẽ đảm bảo cho mọi người là xuống nhanh nhất đấy. Mọi người comment số 2 nhá, số 1 đi, comment từ số 1 đi cho nó dễ. Ai đó nếu theo dõi livestream này mà thấy hay comment số 1 này. Một là dùng máy này, dùng máy giảm béo xịn này, dùng máy giảm béo hiện đại nhất, hiệu quả nhất. Đó, số 2 đó là phải dùng cao đốt mỡ. Dùng cao đốt mỡ, đấy, chỉ có cao đốt mỡ mà kết hợp với máy mới hiệu quả thôi. Bạn dùng máy không ấy mà không có cao đốt mỡ cũng vẫn được, nhưng mà nó sẽ không ok lắm, thế thôi. Số 3 nữa đó là mọi người sẽ phải dùng máy này, dùng cao đốt mỡ này, và phải cuốn bụng
cuốn bụng và cuốn bụng. Hello anh. Hôm nay nghỉ à? Hôm nay em phải ăn bún đậu ở bên cạnh đấy, nhục thế. Bên cạnh nào? Đấy. Hôm nay đúng hôm nay lâu lâu rồi mới thèm ăn thì ông chồng ở đây rủ đi ăn. Đi lên Triệt Lông đúng không? Anh bế cho con lên luôn đi, đang có khách. À đang có người đấy. Hôm nay đi ăn cỗ hay gì mà hôm nay không ai trông con này. Phí hoài, bao nhiêu khách. Ok, đấy thì cái thứ ba nữa là sau khi mà dùng cá đốt mỡ xong thì bạn phải cuốn cái bụng của bạn vào thì nó mới gọn được. Thế chị có nhìn em gầy hơn đợt trước không? Đang chia sẻ cái cách để gầy hơn đây đấy. Khách hàng mới có gặp mình có mấy ngày thôi còn biết là mình gầy hơn nhá, khách hàng luôn đấy mọi người. Thì chỉ đơn giản là cái bước thứ ba là cuốn bụng, tức là khi mà mình đeo gel đốt mỡ vào thì mình cuốn cái bụng nó lại để cho nó sạch, nó không bị dây ra áo. Và thứ hai nữa là chị cứ lên thẳng tầng ba gặp Huyền nhá thì nó triệt đấy, đi em vào sổ cho. Thứ ba nữa đó là nó gọn cái bụng lại, nó gọn bụng lại thì mình sẽ nhanh đẹp hơn đó. Và một cái cuối cùng trong cái để có thể giảm béo nhanh, số 4 đó là ăn khoa học, ăn uống khoa học đó. Ăn uống khoa học thì ăn uống khoa học ở đây ấy, mình có bảo là ăn uống khoa học chứ mình không bảo hoàn toàn là cắt giảm ăn đi nhá. Mình không bảo là cắt giảm ăn, nếu bạn giảm béo mà bạn không ăn một tí nào, bạn giảm ăn hoàn toàn thì bạn có thể có nguy cơ là khi bạn ăn lại bạn sẽ béo hơn trước lúc giảm béo. Cho nên để mà giảm được béo ấy thì bạn sẽ phải ăn uống khoa học, ăn cộng với uống khoa học luôn mới có thể giảm được béo nha mọi người. Đó là gì? Ăn thì mọi người phải lựa chọn những cái nếu như mà nói chuyện với mình sâu hơn về cách ăn thì mình cũng sẽ chia sẻ luôn, bởi vì mình đã áp dụng thành công rồi. Mình chỉ nói những điều khi mình đã áp dụng được. Mình trong tất cả mọi video của mình thì mình chỉ nói những điều khi mình đã áp dụng thành công mình mới chia sẻ. Không bao giờ mình nói mà người của mình không gầy đi mà mình nói là mình dạy cách bạn gầy đi cả. Mình không bao giờ bụng mình không giảm, mình dạy cách bạn giảm bụng cả. Cho nên chỉ đơn giản là mình chỉ đang chia sẻ những điều mà mình đã trải qua, cảm xúc của mình vui và hạnh phúc khi mà mình đạt được mong muốn, đó là giảm cân. Hơn mong muốn cơ, mình chỉ mong muốn giảm 1 cân nhưng cuối cùng mình giảm được 4 cân liền. Cho nên là ăn uống khoa học nó cũng là một cái chủ đề rất là sâu. Nếu như ai quan tâm có thể inbox cho mình để mình chia sẻ với bạn cách ăn uống khoa học. Ăn uống khoa học nó bao gồm 2 trường phái là ăn và uống. Vậy thì ăn với những người giảm béo hay những người mong muốn cân nặng, hoặc mọi người mong muốn là body giảm vùng bụng nhưng mà lại tăng vùng chân hoặc tăng vùng tay thì mình cũng phải ăn đúng. Ví dụ như là thay vì ăn cơm, chúng ta không nhịn hoàn toàn nhưng chúng ta sẽ ăn đúng cách. Khoa học là đúng cách, không phải là khoa học là không ăn. Mọi người hình dung không ạ? Mọi người sẽ ăn đúng cách hơn. Ví dụ như là ăn thì mình sẽ thay cơm bằng cơm trắng bằng gạo lứt này. Thì gạo lứt nó sẽ, nếu mà tìm hiểu đúng như mình này, tìm hiểu rất sâu, mình đã nghiên cứu về cái gì mình tìm hiểu rất sâu, đó là gì? Đó là ăn gạo lứt thì nó sẽ giúp cho mình là no lâu hơn. Và cái mà đường, chất đường ở trong cái gạo lứt thì nó ít hơn là cơm trắng. Cơm gạo lứt nó ít hơn cơm trắng cho nên nó sẽ giúp bạn là giảm hấp thụ lượng đường trong người, thì nó sẽ giúp bạn là không bị tích mỡ và không bị tăng cân. Đấy, cho nên là ăn gạo lứt để thay cơm thì bằng gạo lứt vẫn ăn cơm đúng không nhỉ? Vẫn là cơm thôi. Đấy. Thứ hai nữa là chúng ta sẽ ăn nhiều các cái ví dụ như ức gà, mình thèm ăn thịt, mình là một người rất là thèm ăn thịt nhưng mà mình thay thịt thay vì thịt lợn hay là thịt chân giò hay là ấy thì mình sẽ ăn ức gà. Đấy, rồi là ví dụ như là thay vì trước kia là mình hay ăn rau xào thì mình sẽ ăn bằng các loại rau sống trộn với salad, hoặc là ăn rau trực tiếp thì vừa sạch mà vừa tốt cho cơ thể. Ví dụ giữa rau sống và rau xào, bạn search trên Google, bạn tìm đọc bất kỳ cuốn sách nào mà mình đã từng đọc để tìm hiểu về giảm cân ấy, thì rau sống hoặc rau luộc nó tốt hơn nhiều rau xào, bởi vì qua quá trình chế biến đun nấu trên bếp ga nó đã mất đi chất dinh dưỡng. Đồng thời là nó nhiều, nếu như bạn dùng rau xào nó nhiều dầu mỡ, nó sẽ là một lần nữa tích mỡ vào cơ thể. Cho nên là ăn khoa học không có nghĩa là chúng ta nhịn ăn. Điều đấy nó cũng giúp chúng ta giảm được cái lượng đường, giảm béo rất là nhiều luôn. Hello cô Thúy Nguyễn nha. Đấy, có vậy thì uống khoa học là gì đúng không ạ? Uống khoa học là nếu như trước kia mình không tìm hiểu về cái mảng giảm béo ấy thì mình có thể là đi ăn một cái món gì đấy, mình sẽ gọi thêm coca cho dễ tiêu, mình có thể gọi thêm nước ngọt cho nó ăn cho nó vào đúng không nhỉ? Ai cũng có cảm xúc đấy hết là mình đi, nhất là mình đi ăn đồ nướng là cực kỳ thích ăn coca. Mọi người biết tại sao? Bởi vì là thích uống coca, xin lỗi, là bởi vì cái coca ấy, nó sẽ tiêu thụ thức ăn của mình ngay tại chỗ, nó sẽ giúp mình giảm đầy bụng ngay tại chỗ lúc đấy luôn, 5 phút luôn. Mọi người cứ đổ coca ra mà đổ vào cái bọt biển thì thí nghiệm trên Google có, mọi người có thể thí nghiệm đánh trên YouTube ấy, là coca đổ vào cái bọt biển nó còn ăn mòn bọt biển, thì không lý do gì mà thức ăn của chúng ta không bị tiêu hóa luôn lúc đấy, nên là chúng ta cảm thấy nhẹ bụng thì chúng ta lại ăn ngon miệng, cuối cùng chúng ta lại ăn nhiều. Đó là lý do mà
sau khi mà tìm hiểu kỹ về giảm béo là mình đã nói không với Coca từ lâu rồi, không nói không với Coca luôn. Và đặc biệt trong cái đợt 20 ngày vừa rồi là mình 100% là mình cắt giảm toàn bộ những cái nước ngọt trong cái trong ngày của mình. Bất kỳ nhu cầu nào, lúc nào có nhu cầu về về nước uống thì mình sẽ uống cái nào tốt để cho giảm béo hơn là uống cái cho giảm béo nhiều hơn là uống cái nước ngọt đóng sẵn, ví dụ như Coca hoặc là nước cam hoặc là bí đao hoặc bất kỳ cái gì đó. Hello chị, hôm nay chị làm nám như chị nhờ, chị giúp em lên tầng 2 cho bạn massage nhá, hôm nay em ở spa luôn ạ. Đó thì mọi người hình dung là như vậy. Tí nữa có máy giảm béo ấy chị, tí nữa trải nghiệm thử luôn, 4 giờ máy về thì để cho nó gọn hơn thôi chị. Mặc váy cho mặc đồ cho đẹp đó. Thì vấn đề ở đây đó là gì? Uống khoa học là mình sẽ phải cắt giảm toàn bộ các cái nước ngọt có đường hoặc là nước ngọt có ga, nó sẽ khiến cho chúng ta tích tụ rồi ăn uống ngon miệng hơn, rồi nó còn có hại cho sức khỏe nữa. Cái điều có hại không mình không muốn phân biệt ở đây, mà các bạn có thể tự tìm hiểu là các cái nước ngọt đóng sẵn nó hại như thế nào, nó có thể có khả năng gây ung thư cao như thế nào. Thì đơn giản là ngoài giảm béo mình cũng muốn sống lâu hơn, giữ được sức khỏe tốt hơn, và mình cảm thấy con người mình nó khỏe hơn, nhẹ nhàng hơn, không bị nặng nề, thì mình cắt giảm hoàn toàn cái uống đấy. Thay vì uống cái đấy thì mình sẽ uống những cái vừa hỗ trợ giảm béo mà nó lại vừa tốt cho sức khỏe, ví dụ như mình uống nước lọc này, hoặc là mình sẽ uống cái dạng trà hoặc là trà để đây, ở đây mình đang uống là cái trà giảm cân như thế này. Trà giảm cân tức là nó như một dạng cacao ấy, nó như cái dạng cacao, bởi vì nếu như ai đó mà đang uống quen cà phê rồi cacao rồi chất ngọt rồi bơ rồi đường mà tự dưng mà ngừng luôn chỉ uống nước lọc thì cảm thấy rất là nhạt nhẽo, cảm thấy rất là đơ miệng luôn, không có cảm xúc gì luôn. Thì mình uống cái loại trà này ở trong đây nó có 30 gói đây này. 15 gói. Thì mình đây là cái gói mình uống thôi, mình chỉ nói với mọi người rằng tùy mọi người thích uống cái gì cũng được. Nhưng đây là thực tế là cái gói mình uống, và mình pha một ngày 2 gói thì để uống thay nước lọc ấy, để cho nó đỡ bị nhạt miệng và nó đỡ thèm cái cảm giác là nước ngọt khi mà vừa mới cai xong. Cho nên là dù dần dần cuối cùng uống nó thành thói quen, cho nên là cái khả năng giảm cân nó giảm nhanh hơn rất là nhiều luôn, và nó giúp mình tự tin hơn rất là nhiều luôn. Đó thì ngày hôm nay mình đã chia sẻ với mọi người là bốn cách để có thể giảm cân một cách nhanh nhất mà chắc chắn nhất, bền nhất nhá. Đặc biệt là khi mà mình đã giảm như thế này do máy móc này, do là ăn uống khoa học hơn này, do là dùng cả cao đốt mỡ, nó tổng hợp cả bốn phương pháp, thì cái khả năng bị béo lại nó rất là khó. Nó không như việc là bạn tự dưng nhìn ăn cả tháng xong bạn giảm được một cân, xong bạn ăn lại một bữa bạn tăng lên 2 cân. Có câu chuyện này là có thật đấy. Cho nên là đơn giản là mình giảm khoa học, mình giảm đúng cách, mình giảm một cách gọi là thông minh, giảm nhờ máy móc, thì tức khắc là cái khả năng duy trì cái số cân nặng này nó sẽ rất là lâu, rất là bền. Và mình dám cam kết là khi mình đã có được những cái bí quyết như thế này rồi thì tất cả bản thân mình cũng sẽ giữ được cái cân nặng này và tự tin hơn. Và khách hàng của Eva, tất cả những khách hàng của Eva mà đang có nhu cầu giảm béo, họ sẽ tự tin hơn trong cái mùa Tết này. Đó, cũng là bởi vì là cái máy này mình đã đặt cách đây cả tháng rồi. Đấy, đặt cách đây cả tháng rồi, và ngày hôm nay đúng 4 giờ nó sẽ có mặt tại spa, và mình sẽ dành tặng suất trải nghiệm cho tất cả những khách hàng, dù trải nghiệm một buổi đầu tiên để có thể giảm 8-20 phân đều với cái giá của liệu trình. Nên là các chị em mà vô tình xem được cái livestream này mà tìm được cái công thức, cái bí quyết mà cũng lại muốn trải nghiệm xem cái máy đấy có hiệu quả không, hoàn toàn có thể qua Eva Spa. Nhiều cơ sở, nhưng mà mình đang có mặt tại Eva Spa, cơ sở đường mới Tự Khoát, Thanh Trì, Hà Nội, để có thể trải nghiệm máy móc và nghe mình nói về cái cách mà mình đã giảm cân hiệu quả. Đâu đó bạn sẽ về áp dụng được một cái phần nào đấy, và bạn cảm thấy người nhẹ nhàng hơn, tự tin hơn, và bạn cảm thấy hạnh phúc hơn với cái body của mình, tự tin trước mọi trước những người bạn mà mình những người mà bạn gặp, thì đấy là cái hạnh phúc của bạn, cũng đồng thời là hạnh phúc của tôi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe những cái chia sẻ tâm huyết của Trinh trong ngày hôm nay. Hẹn gặp lại mọi người vào livestream ngày mai, cũng khung giờ từ 11 giờ trưa đến 13 giờ hàng ngày, với những kiến thức chuyên môn về làm đẹp, sức khỏe, giảm cân, điều trị nám mụn và triệt lông. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hy vọng mà xem xong livestream này thì mọi người yêu quý có thể ấn một cái nút chia sẻ để có nhiều người bạn của mình cũng nhận được giá trị như mình, như các bạn. Đấy, để chúng ta cùng là những người phụ nữ xinh đẹp, tự tin, hút nó sẽ hút nhau. Đấy, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai nha. Là vui và hạnh phúc.
Bởi vì ngay khoảng 2 tiếng nữa thôi mình sẽ về một con máy mới của Hàn Quốc chuyên về giảm béo. Giảm béo thì từ xưa đến nay mọi người đều biết rằng là Eva Spa chuyên về điều trị nám, mụn, rỗ và trượt lông cực kỳ là hiệu quả, bao gồm cả giảm béo cũng có. Nhưng mà trước kia thì giảm béo mình đầu tư hai cái dòng máy để đánh tay, nhưng mà nó hiệu quả nó chưa đạt như là ngưỡng bản thân mình mong đợi. Chính bản thân mình là một người trải nghiệm trực tiếp trong cái việc giảm béo. Hello Hương, cảm ơn Hương nha. Tuy nhiên là mình đánh tay thì thứ nhất là mình cảm thấy đau và lâu ấy, hiệu quả nó lâu thì mình lại tiếp tục đi tìm hiểu và học tập nghiên cứu. Ok, xin lỗi mọi người nha, mấy hôm nay như mạng nó có vấn đề. Hello, ngốc ngáo ngơ. Đó thì cái chính bản thân mình là người làm spa nhưng mà mình rất là tự ti trong cái việc là tư vấn khách hàng là giảm béo đi, trong khi là khách ở